Xin chào cả nhà. Một thời gian dài không quay video. Hôm nay có ngẫu hứng để quay một cái video clip đọc thơ cho mọi người nghe. Yeah. Tại vì bây giờ đang là mùa thu. Thế thì mùa thu có trăng, trời lại se lạnh. Và mỗi khi nhìn trăng sáng thì rất là cảm xúc. Cái này nó thuộc về phạm trù của cảm xúc, của cảm thọ. Thế thì có một bài thơ của Lý Bạch ngày xưa rất là thích. Đã từng phân tích cái bài thơ đó, nói về cảm nhận của mình về bài thơ đó. Nên là khi mà cái cảnh nó tương ưng thì tâm thức nó sẽ cho mình một cái chất liệu, những cái thông tin ấy, tương tự như với lại cái cảnh của hiện tại. Đọc cho mọi người nghe cái bài thơ của Lý Bạch. Lý Bạch là một nhà thơ sống ở đời đời Đường, và bài thơ đó có tên là Tĩnh Dạ Tư. Ánh trăng soi đầu giường, ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Bài thơ đó chỉ có 4 câu như vậy thôi, rất là ngắn nhưng mà vô cùng hàm xúc. Tại vì là cái cảnh trăng sáng ấy thì nó vô cùng là huyền hoặc, và trăng của đêm nay và trăng của đêm xưa, trăng ở nơi đây và trăng ở nơi nào, nó là một sự gắn kết, nó là một dòng chảy tâm thức, dòng chảy của cảm xúc. Nhà mình là ở quê Ninh Bình ấy, thì phía sau có một dòng sông, đó là sông Hoàng Long. Đây là những cái đêm trăng sáng mà ở trên trên cửa sổ từ nhà nhìn xuống dòng sông, và phía sau của dòng sông, phía bên kia của dòng sông là một cánh đồng và một ngôi làng nữa, có những cái rặng tre. Những ngôi làng có những mái nhà núp sau những rặng tre, nên cả một dòng sông phủ ánh trăng, một cánh đồng phủ ánh trăng, một ngôi làng dưới những tàn cây phủ ánh trăng. Cảnh đó đẹp vô cùng, đẹp lắm. Nên là nhìn ánh trăng bây giờ nhớ lại cái cảnh đó thấy nhớ quê, nhớ lắm. Rồi khi ở Hà Nội cũng vậy, có những đêm trăng sáng ở bên hồ Trúc Bạch, hồ Tây, hồ Gươm, hay là đi qua sông Hồng, tất cả những cái dòng sông, tất cả những cái mặt hồ, thành phố phủ trăng đẹp lắm. Rồi khi ở Đà Nẵng cũng thế, ở Đà Nẵng có đi ra biển, có khi có ngẫu hứng thì lên núi Sơn Trà. Từ trên núi mà nhìn xuống cả một cái vịnh Đà Nẵng, vịnh biển Mỹ Khê phủ ánh trăng, trải dài ra, rộng ra một đại dương đầy ánh trăng rất là đẹp. Là những cái điều đó, những cái hình ảnh đó nó trỗi dậy thì cảm thấy nhớ quê, nhớ nhớ Việt Nam rất là nhiều, và cũng chưa bao giờ đi xa khỏi Việt Nam lâu như lần này. Tính đến giờ đã là sắp 2 năm rồi. Thế nên là khi cảm xúc như thế thì tự thân mình cũng có những cái lắng đọng, nên là viết xuống những cái câu thơ để đọc cho cả nhà nghe. Đầu cành dương liễu sương vài giọt, ôm trăng vào lòng thổn thức quên rơi. Hoa vạn đạo đóa đọng hương thành nức nở, trăng một vòng rạng rỡ chẳng vì ai. Không người không trăng đâu là thi sĩ, không một không nhiều có cũng là không. Đó, thế thì
chỉ có 6 dòng thơ thôi. Nhưng mà thực sự là cái cảnh dương liễu ấy, nó rủ xuống mặt hồ rất là đẹp. Ở trên đó đọng vài giọt sương. Chắc là nhiều lắm nhưng mà chỉ nhìn thấy vài giọt thôi. Và mỗi giọt sương đấy đều đang ôm trọn ánh trăng. Chính vì nó ôm trọn ánh trăng nên là nó rung rinh và nó nức nở, nó thổn thức, nó không nỡ rơi xuống. Và nếu nó có rơi xuống thì cũng rất là đẹp. Thế và hoa trong đêm nữa. Tất cả các loài hoa đều tỏa hương nhưng mà nó đặc biệt là sẽ rất thơm vào ban đêm. Thơm đến nức nở. Đó là sự thật. Thế còn hôm trước có một người em nhắn cho mình một cái tin là: chị ơi, nếu mà mình mang hoa cho người rồi mà mình vẫn giữ được hương thơm thì thật là khó, phải không ạ? Thế thì mình nhắn lại với em là hoa nở thì nó tự nở, không vì ai mà nở. Và hương thơm đó cũng thế, không vì ai đó mà thơm. Nó chỉ tự thơm mà thôi. Nên là hôm nay có câu thơ như vậy. Hoa không vì ai mà thơm, không vì ai mà nở. Chỉ đơn giản là hoa thì nở, là hoa thì thơm. Vậy thôi. Cũng giống như chúng ta là người thì sống trong hạnh phúc, sống trong bình an, sống trong yêu thương, sống trong viên mãn. Không vì ai để làm điều đó. Trăng cũng thế, trăng rạng rỡ không vì ai. Bởi vì là trăng thì rạng rỡ, vậy thôi. Là người thì an yên hạnh phúc, đủ đầy viên mãn, thăng hoa. Đơn giản thế thôi, không vì ai cả. Đó là cái bài thơ đã viết. Để đọc lại nhé, bởi vì lúc nãy đọc ngập ngừng. Đầu cành dương liễu sương vài giọt, ôm trăng vào lòng thổn thức quên rơi. Hoa vạn đóa đọng hương thành nức nở, trăng một vòng rạng rỡ chẳng vì ai. Không người không trăng đâu là thi sĩ, không một không nhiều có cũng như không. Thực ra hai cái câu thơ cuối cùng ấy, đó là thể hiện những cái hiểu, cái sự hiểu biết về cái không. Chúng ta là những dòng năng lượng chảy trôi. Chúng ta ngồi đây, chúng ta đứng đây, chúng ta ở đó. Nhưng chỉ trong một sát na thôi là chúng ta sinh diệt. Không có cái gì trụ. Chúng ta đang thay đổi. Đang thay đổi trong từng sát na, không có cái gì trụ lại. Nên chỉ sau một sát na thôi thì ta không còn là ta nữa. Cái câu nói không có ai trong đời mà hai lần tắm trên cùng một dòng sông, phần nào thể hiện cái điều đó. Dòng sông thay đổi, con người tắm trong dòng sông thay đổi. Không có cái gì là ở đó, không có cái gì trụ lại. Luôn luôn luân chuyển, nên là có đó thế nhưng cũng như không. Trăng cũng vậy, nếu không có người ngắm trăng thì trăng có tồn tại hay không? Trăng và người phải chăng là hai vật khác nhau? Không một cũng không hai, tất cả là một dòng trôi chảy của năng lượng. Vậy nên là mỗi chúng ta hãy nhìn thấy đó chính là sự tự do của mình. Không ràng buộc, không buộc ràng, không lưu luyến. Lưu luyến chỉ là để biết, biết rằng có những cái điều lưu luyến. Sau đó để nở một nụ cười. À, nó là như thế.